thử thách bịt mắt đoán tên một món ăn kỳ lạ và cái kết. Mùi giống mùi nhang quá vậy. nó mặn mặn giống thịt gà. Mực á, em thấy giống mực á. Tụi mình là Thủ Đức xin chào. Hôm nay mình có một thử thách quan trọng dành cho mọi người trong công ty. Đó là sẽ ăn một cái món giấu tên và đoán. Bây giờ thì cùng mình đi mua nha. Chắc chắn một điều là cái món phô mai hun khói xôn xe này ai cũng biết hết trơn á. Tại vì có một đợt làm mưa làm gió nhà ai cũng review. Mình mua cái loại như thế này thì sẽ phải xé sợi nhỏ ra để mà ăn. Xé sợi càng nhỏ thì ăn càng ngon và đỡ mặn hơn. Đầu tiên là sẽ có vị mặn, có một cái mùi thơm do là được hun khói. Tiếp đến là một cái vị béo của phô mai. Kiểu cái món này khá là hợp để ngồi ăn lai rai cùng đám bạn nè. Nay mình sẽ ăn thử cùng với tương ớt và sữa đặc xem là cái nào ngon hơn nha. Đầu tiên là ăn cùng với sữa đặc. Khi mà chấm cùng sữa đặc thì nó sẽ tăng cái vị mặn nhiều hơn. Sữa đặc thì béo béo, mặn ngọt. Phô mai thì mặn mặn béo béo. Ăn cũng cuốn và lạ nha. Nhưng mà tôi không ngờ một điều là chấm cùng tương ớt nó lại hợp đến vậy. Nếu mà chỉ được chọn một trong hai thì mình sẽ chọn ăn phô mai hun khói son xe với lại cái phần tương ớt. Còn bạn thì sao nè? Bây giờ thì mình sẽ đem vô để thử thách mọi người xem mọi người có biết đây là món gì không nha. Nó mặn mặn nó giống thịt gà. Như là khô, gà khô, khô gà vậy đó. Mặn mặn nha. Mặn mặn mà nó dai dai kiểu gì như mực vậy á. Mực á, em thấy giống mực á. Chấm tương ớt ngon hơn chấm tổ. Mùi này là mùi gì nha? Mùi giống mùi nhang quá vậy. Ừ, chấm sữa ngon hơn nha. Ăn nó kiểu dạng giống như đang ăn mực xé vậy. Nhưng mà nó không có dai bằng mực xé. Ăn với tương ớt là càng giống mực hơn á. Thích ăn với sữa hơn, thích vị ngọt ngào. Chị coi review cái này rồi nè. Đây là phô mai thắt biếm. Ok, chính thống là anh thích cái này. Nghĩa là có son xe cuộc vui xuân sẽ hẳn ra. Ăn một mình thì cũng ngon đấy, nhưng mà ăn cùng với đám bạn thì vừa ngon vừa vui. Tham khảo thử nha, bye bye.